Mến chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh Khắc Duy TV. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu một cái cách làm của em đối với cái việc mà mình trồng lan sao cho nó đỡ chăm sóc, và mình sử dụng những cái gì sẵn có trong gia đình để mình hạn chế sử dụng các loại phân hóa học, và cũng như là mình tiết kiệm được cái chi phí. Như các anh chị thấy là hiện tại em đang có một cái thao nước vo gạo và một cái bình xịt 2 lít. Thì em sẽ sử dụng cái nước vo gạo này để em tưới cho cái những cây lan mà hiện tại em đang trồng ghép thẳng lên những cây nhãn á. Thì một lát em sẽ phun trực tiếp để cho các anh chị cùng xem với em. Thì em xin nhắc lại là trong cái clip này á, thì em làm theo cái cách của em, nhưng mà thực tế á, là các anh chị mà hướng dẫn là tưới nước vo gạo á, là không có ai mà sử dụng đến mà cái phần mà cái tinh bột mà còn lắng lại như em á. Thì tức là anh chị chỉ sử dụng cái phần nước trong thôi, tức là sau khi mình vo gạo ra, mình để khoảng nửa tiếng hoặc một tiếng thì nó sẽ ra hai lớp nước, một cái lớp nước trong ở trên và một cái lớp nước đục ở dưới. Ở dưới thì nó đọng lại những cái tinh bột của cái hạt gạo mà lúc mình vo gạo đó. Thì thường là các anh chị mình không sử dụng cái những tinh bột đó để tưới, mà mình chỉ sử dụng cái phần lớp nước trong ở trên, và các anh chị pha cái lớp nước trong đó với nước sạch theo cái tỷ lệ là 1 lít nước trong vo gạo đó và 5 lít nước sạch để mình tưới trực tiếp lên cây lan. Còn hiện tại cái cách làm của em á thì nó không giống với các anh chị, thì em muốn thử nghiệm. Thì tuy nhiên là em cũng biết là nếu mà mình làm như vậy á thì có thể là một phần nào nó sẽ ảnh hưởng đến cây lan. Tuy nhiên là em muốn thử nghiệm xem nó như thế nào. Còn các anh chị mà để làm cho nó an toàn á, cho cái cây lan của mình á, thì các anh chị chỉ nên sử dụng cái phần nước trong pha với nước sạch với tỷ lệ là 1 lít nước vo gạo mà nước trong á với 5 lít nước sạch là mình trộn lại rồi mình tưới thôi. Đừng có làm theo cái cách như của em nha, tại vì cái này lâu lâu em mới tưới thì em cũng muốn tham một tí xíu, và mà em cũng muốn thử nghiệm xem nó như thế nào. Nhưng mà em thấy là các anh chị trồng lan mà chuyên nghiệp á, thì không có ai mà tưới như của em hết. Người ta sẽ tách bạch hai cái ra để mà tưới, chứ không có làm như em. Nên anh chị cũng lưu ý cái phần đó giúp em nha. Cái phần đó thì em làm theo cái cách của em thôi, nhưng mà anh chị nên làm theo những cái cách mà của các anh chị trước hướng dẫn á. Không nên sử dụng quá nhiều cái tinh bột nó lắng lại. Thì lan nhà em thì trồng chủ yếu là để mình thích lan rồi mình trồng thôi, chứ không có lan nào giá trị hết. Thì như các anh chị thấy trên màn hình á, thì đây là cái loại lan mà hạt vĩ. Hồi trước thì những cái chùm nó nhỏ khoảng tầm 1 gang à, và cái cọng nó chỉ bằng cái chiếc đũa thôi, cái đầu nhỏ của chiếc đũa. Nhưng mà sau quá trình trồng á, thì nó đã lên được khoảng tầm 8 tấc, tức là khoảng tầm 4 gang đó các anh chị. Còn ở đây là những cái cây mà lan nghinh xinh, hay còn gọi là ngọc điểm hay là đa châu á. Thì những cái lan này thì em mua hình như là dưới 300 ngàn. Thì em mua trên mạng á, có cái chị bán trên mạng, rồi em thấy rồi em mua, em về em ghép trực tiếp lên cây nhãn luôn. Thì đây là cái cách trồng của em mà em nghĩ là dành cho những cái anh chị nào mình ít có thời gian chăm sóc á. Thì khi mình trồng trực tiếp lên cây tươi như vậy á, thì nó sẽ giúp cho cái cây nó có thể hút ẩm trong những cái ngày mà mình không có tưới được cho cây lan á. Thì kiểu như cây lan nó về với cái môi trường tự nhiên, ví dụ như nó sống trong rừng đi, thì nó cũng phải đeo lên những cái cây trong rừng. Thì khi nào có mưa thì nó mới có nước thôi, hoặc là sương. Bên cạnh đó thì nó cũng hút một phần ẩm từ cái cây mà nó ký sinh, nó ký gửi trên đó. Thì đây là cây nhãn, em ghép trên cây nhãn tươi để cho cây lan nó về cái trạng thái giống như nó ở trong rừng. Còn các anh chị thấy là những cái chậu đó, thì thực ra là em không có trồng trên chậu, mà do khi em ghép lên nhánh nhãn á, thì nhánh nhãn nó bị chết đi, nên là buộc em phải cắt ra rồi em bỏ vô cái chậu rồi em trồng tiếp, chứ không phải là em trồng trực tiếp trên chậu. Thì tại sao mà mọi người thường sử dụng cái nước vo gạo để mà mình tưới cho những cây lan? Thì nước vo gạo nó có tác dụng gì? Thì trong nước vo gạo á, thì được các nhà khoa học phân tích á, thì nó có rất nhiều các khoáng chất, vitamin, đặc biệt là vitamin B, trong đó nhiều nhất là B1. Bên cạnh đó thì nó còn có là kali, canxi, magie, kẽm và rất nhiều loại khoáng chất khác. Thì nó không chỉ là tốt cho cây lan
mà nó còn tốt cho rất nhiều các loại cây trồng khác. Thì đối với cái nước vo gạo này á, thì nó phù hợp cho tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây lan. Thì ngay cả cái việc mà mình vừa ghép lên cây trực tiếp như em như vậy á, hoặc là mình vừa để vào chậu á, thì mình tưới sẽ giúp cho cái cây lan của mình nó nhanh cái phát triển cái rễ, cũng như là nó giúp tăng cái khả năng mà nó đâm chồi, nó giúp cho cây lan nó phát triển điều hòa sinh trưởng. Thì nó còn giúp cho những cây lan mà mình khi mà mình bón phân hóa học mà nó bị quá liều, mà nó còn tồn đọng lại trong cái cây lan á, thì cái loại nước vo gạo này nó sẽ giúp cho phân giải các chất đó, thì kiểu như là nó giải độc cho cây lan mình, không còn bị tồn đọng nhiều cái chất hóa học mà nó ảnh hưởng xấu đến cái quá trình sinh trưởng của cây lan. Khi mà cây lan mình nó tốt á, sử dụng nước vo gạo này á, thì khi mà nó ra hoa thì cái hoa nó cũng sẽ to hơn, và cái bông đó, cái màu sắc nó cũng đẹp và rực rỡ hơn. Thì vừa rồi thì những cái cây hạt vĩ này nó cũng có hoa, tuy nhiên là những cái đợt đầu nên hoa nó kiểu như là hoa bói thôi, nó chỉ có hoa vài hoa. Thì cái hoa của cái loại hạt vĩ này thì nó màu trắng trắng hồng hồng các anh chị. Còn cái đa châu của em á, thì cái thời điểm Tết vừa rồi á, thì em ghép đâu đó khoảng được tầm 7 đến 8 tháng gì đó thì nó vẫn ra hoa bình thường. Có những cây mà nó ra hai cái vòi hoa, nhưng mà em chỉ để ý có hai cái hoa em chơi thôi, để mình ngắm thôi. Còn những cái hoa còn lại á, thì nó chưa kịp ra thì em đã cắt để em dưỡng cái cây nó lại. Tại lúc đó thì em mới ghép thì đâu đó nó khoảng tầm 7-8 tháng gì đó. Nếu mà mình chơi hoa nhiều quá nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cây lan. Để Tết năm nay á, thì mình sẽ để cho nó có hoa. Tại vì cơ bản anh chị thấy á, rễ nó bám vô cái cây nhãn rất là chắc rồi. Và em nghĩ là thời điểm này thì nó cũng đủ sức để ra hoa. Mình không có cần mà mình cắt bỏ hoa, hay là mình ngắm hoa mà chỉ một vài ngày rồi mình cắt bỏ đi cái hoa đó. Thì các anh chị thấy thì em sẽ phun cái này thì nó đẫm luôn. Em phun đẫm lên lá, thì mặt trên mặt dưới lá thì em phun hết. Phun cho cái nước vo gạo này nó thấm vô những cái cây, những cái khúc gỗ và những cái thân nhãn luôn, để cho cây lan nó có thể nó sử dụng. Thì nếu mà trường hợp mà anh chị pha đậm như em á, thì nó sẽ có một số cái bất lợi, như là những cái trong những cái chất tinh bột á, nó sẽ đóng lại trên những cái lá, lúc giúp nó làm cho những cái lá thì nó mất đi cái khả năng quang hợp. Bên cạnh đó làm những cái lá nó bị xấu cái màu đi, nó không có đẹp á. Nếu mà mình sử dụng nước trong á, thì cái trường hợp đó nó đọng rất là ít. Còn em sử dụng nó kiểu như nó đậm đặc á, thì nên dẫn đến là cái lá của cái lan á, nó sẽ bị đóng những cái bệnh mà trắng trắng đó các anh chị. Nhiều khi thì nó sẽ có những cái nấm bệnh và vi khuẩn nó phát triển, thì nó làm ảnh hưởng đến cây lan. Thì mặc dù như vậy, biết như vậy, nhưng mà em cũng vẫn muốn thử nghiệm xem nó như thế nào. Với lại kiểu như mình cũng lâu lâu mình mới tưới nó một lần á, nên là cũng hơi tham tưới cho nó đầy đủ, nhưng mà không biết nó sẽ như thế nào. Anh chị thì nên sử dụng cái nước trong thôi nha. Cái này thì em thử nghiệm, tại những cây lan của em thì em thích nó tự nhiên, với lại nó cũng không có giá trị gì cao lắm, nên là cứ thử nghiệm đi, rồi từ từ mình rút ra những cái kinh nghiệm cho những cái cây lan sau này mà mình trồng. Ngày trước khi mà mới ghép lên cây nhãn này đó, thì em còn dùng các loại thuốc kích rễ như là N3M để em kích, rồi em sử dụng Atunit, hay là em sử dụng cái thuốc mà B1 á. Thì qua thời gian mà tìm hiểu về lan á, thì em thấy là các anh chị thường sử dụng cái nước vo gạo này để giúp cho cây lan nó phát triển tốt. Thì từ cái thời điểm đó thì hầu như là em không còn sử dụng các loại phân hóa học nữa. Tại vì một phần á, thì mình sử dụng đó thì mình phải tốn tiền mình mua, còn nước vo gạo này á, thì mình không tốn tiền. Coi như là ngày nào thì cũng nấu cơm mình có sẵn nước vo gạo này nè, thì có thể là lâu lâu về mình cái mình tưới nó. Còn nếu mà mình sử dụng cái phân hóa học á, thì đôi khi là cái liều lượng mình mới trồng mình cũng không biết sao cho nó vừa đủ á, thì nó dẫn đến là nhiều khi là làm cây lan mình nó cũng không phát triển tốt nữa.
Còn nếu mà nước vo gạo này nó có lỡ mà mình làm quá liều á thì nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến cây lan của mình nhiều. Với lại thì cái kiểu của em á thì em thích nó chơi nó cái tự nhiên, thì nên em mới ghép lên cây như vậy nè, cho cây lan nó về cái trạng thái là giống như những cây lan trong rừng á, thì nó sẽ bám lên cây, thì nó sẽ sinh sống và nó phát triển rồi nó ra hoa thôi. Có thể là nó sẽ không đẹp bằng so với những cây lan mà các anh chị, các cô chú mà mình trồng lên chậu và mình chuyên chăm sóc nó hàng ngày á. Nhưng mà em được cái là nó có tự nhiên, thì em nghĩ là cái sức sống của cây lan thì nó rất là mãnh liệt, nên là nếu mà mình có treo nó như vậy á, mà khi mà mình quên tưới nước 1 2 ngày, hoặc là mình bận tưới nước một hai mình không tưới nước 1 2 ngày á, thì cây lan nó vẫn có thể phát triển được bình thường. Khi mà cây lan này mình không tưới nước á thì có thể là nó sẽ hút ẩm từ cái rong trên cái thân của cây nhãn này, thì vẫn đảm bảo được cái quá trình sinh trưởng của nó. Rồi sau đó 1 2 ngày á mình có thể mình tưới lại, hoặc là nhiều khi mình bỏ thời gian nó dài hơn á, em thấy nó cũng không có vấn đề nữa. Thì nên là em thích là cái tự nhiên nó như vậy. Như các anh chị thấy em ghép á, là đâu có cái giá thể đâu, chỉ có trong chậu em bỏ thêm sơ dừa thôi. Còn nếu mà ghép trực tiếp lên cây nhãn á là không hề có một cái giá thể nào hết, mà cây lan nó vẫn sống, nó vẫn phát triển được bình thường như vậy. Thì đó là cái tự nhiên mà em muốn đối với cây lan của mình. Nên là em thì em không có trồng chậu. Mấy cây này là do nó bị gãy cái nhánh nhãn nó bị chết, nên là mới cắt khúc ra rồi bỏ vô chậu thôi. Thì lúc đó em định là em tháo em ghép, mà em sợ là nếu em tháo em ghép lên lại một lần nữa thì nó sẽ mất sức cái cây lan rất là nhiều. Nên là tạm thời em sẽ bỏ vô chậu như vậy cho nó phát triển tốt. Rồi một cái thời điểm nào đó thì chắc em cũng sẽ ghép nó lên thôi. Thời điểm mà mình tưới tốt nhất cho cây lan á thì em nghĩ là cái giai đoạn từ 7 giờ đến 8 giờ, lúc mà một cái buổi sáng sớm á thì mình tưới sẽ tốt cho cây lan. Còn hôm nay em tưới vào cái thời điểm là 3 4 giờ chiều do em quên mất, thì tức là có nước vơ gạo là từ sáng rồi nhưng mà em quên mất, thì tới buổi chiều em mới tưới. Nhưng mà em nghĩ là mình tưới buổi sáng thì sẽ giúp cho cây lan nó hấp thụ nó sẽ tốt hơn. Thì bên cạnh đó thì còn một cái vấn đề nữa là khi sử dụng nước vo gạo này thì em không kết hợp với các loại thuốc khác như là N3M, Atonit hay là Hùng Nguyễn hay là B1 gì cả. Em chỉ sử dụng chiên cái thằng nước vo gạo này thôi. Tại vì em nghĩ là trong nước vo gạo thì nó có cái chất riêng của nó. Còn các loại phân thuốc khác á, thì nó có những cái hóa chất riêng của nó. Nếu mà cái hóa chất này nó kết hợp với nhau á thì nó sẽ tạo ra cái chất mới. Thì nhiều khi cái chất mới đó nó lại làm ảnh hưởng xấu đến cây lan của mình. Thì do đó thì mình nên tách bạch, mình sử dụng riêng và mình có cái thời gian cách ly, kiểu như là khi mình sử dụng nước vo gạo này xong thì 5 đến 7 ngày hay gì đó thì mình có thể sử dụng thêm thằng Atonit hay B1 hay là N3M gì đó. Còn em thì em không kết hợp chung nó lại. Thì em nghĩ là nếu mà trường hợp mình chỉ cần sử dụng cái nước vo gạo này đều đặn là có thể là từ 5 đến 7 ngày thì mình tưới một lần, thì em nghĩ là nó cũng đã tốt cho cây lan của mình rồi. Thì mình sẽ đỡ tốn cái chi phí mà cây lan nó vẫn tốt bình thường. Thì đó là những cái chia sẻ của em về cái việc mà mình trồng lan ghép trực tiếp trên cây và mình sử dụng nước vo gạo để tưới. Thì em cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip, và nếu anh chị có góp ý thì có thể bình luận dưới cái clip này. Em cảm ơn và xin chào.